cụ nào còn lâu mới nói. Cụ Tùy. Dạ, vâng. Thế còn đây cụ Lạc thì hôm nay đang đi hết vừa cọ cho các cháu trai. Mẹ cho cháu dâu làm ăn để cho nó khâm khá. Mà đấy đứa nào cho cháu dâu ta vay tiền đứa ngu thế thôi. Nhưng mà nó ốm với chảy để nó chết rồi. Nó thì cho vay là ngu bây giờ nói không được. Nó cũng là em con. Mà tao không giả đâu, nói trước, trường bố trước. Nhưng mà phù hợp cho con có nhiều. Cho tao vay tiền rồi đừng cứ mơ mà cháu cho tao. Run rủi cho cháu dai tao giả mày không có. Phù hợp cho con có nhiều em mày gã được. Còn việc của mày nàng tao vẫn đợi. Con cái mày tao vẫn đi qua thì tao sang. Tao phụ hộ cho à. Thế thì đây về nhà về cửa gì. Ông Trinh à? Con gọi bố con ạ. Ừ, Trinh gì? Ai nè, mày gọi cho cái vợ chồng đi Hương được. Tao bảo nó khỏi phải trả tiền. Nhưng mà phù hộ cho con nhiều việc. Không phải. Sau này nó không phải con không thương nó. Nhưng mà sau đó nó ngoan ngoãn như nào. Con có kinh tế con cho nó thoải mái. Nhưng mà nó yêu cầu phụ hoan như bố mẹ con. Con chứ con không làm tài gì cho nó vẻ. Nhưng mà phù hộ cho con nhiều việc. Nhiều việc thì bây giờ đây về, bây giờ dịch Covid vừa xong. Bây giờ các con, các cháu, bây giờ mày làm dèm làm giết thì mày cắm hoa cho đám cưới, đám ma, đám chay, đám cười, đám tiệc hội thì ê, các cụ nhà mày phụ hộ cho cả dân ta cũng được. Phụ hộ qua cái một tí tiểu keo chứ. Còn năng lợi thì ta chữa xong, người ta ôm dơm nắp bụng cho ngủ gái. Tao cũng thế, đứa nào cháu gái ấy thì làm ăn cũng được. Nhưng riêng cái cháu dài tao đứa nào cũng vất vả. Xong rồi vợ chồng con cái ốm đau. Bố đang ở đâu đấy? Bố vào ngoài nhà đấy, con cụ chắc là đây chết cụ Chí, cụ mới chết hôm qua. Ừ, chết từ sáng nay hôm qua, đêm hôm qua. Cụ Tùy nhà mình lên, cụ Tùy nhà mình lên, bố nói chuyện nhá. Bố nói chuyện cụ Tùy. Đưa thằng Trình đây. Trình ơi. Đâu máy đâu? Ôi giời ơi, Trình ơi là Trình. Thế giờ đây về nhà về cửa, cháu gái nó đi tìm tao. Đợt trước vợ mày đi tìm thì tao này có bận quá, tao này có nhiều việc quá Trình ạ. Thế nên là không lên được. Thế lần này thì cháu gái thì mày mở rồi còn mở lắm thế. Máy của mày hết cỡ rồi. Nó bảo là nó mở loa to chưa? Mà mày mở hết cỡ rồi, muốn loa to thì mua cái đài thập hình. Còn đây điện thoại nó đâu ra to, thế này là hết cỡ rồi. Thế về thằng Tự đặt này thế nào, vợ chồng thằng Tự làm ăn thế nào? Thế còn đây cái tiền vay của con Hương ấy, con Hương nó vay đấy. Nó vay có con Hương, nó vay tiền vay nong thì bây giờ nó ốm nó đau như thế, bảo nó là không phải trả. Bây giờ đây giả cái gì? Bây giờ tiền không có của thì không, bây giờ ốm đau bây giờ vay ấy con Vân rồi, con Vân nó cho rồi thì bây giờ đây thôi, không phải giả bảo cái Hương thế. Về bảo vợ chồng thằng Tự thế. Tao sẽ phục vụ cho vợ chồng nó. Thế còn đây nó cứ là bây giờ nó ốm nó đau, nó không cãi ông bà bố mẹ là được rồi. Thế còn ví dụ như cháu Quang này, cháu Minh, cháu Đức, các cháu nhà nó con cái nhà chúng nó thằng Sáng thằng Siết thì tao cũng đậu cho con rể mày rồi con gái mày làm ăn rồi đồng ra đồng vào thì các cháu thu nhập thêm. Thế nên là các cháu thì làm ăn cũng được. Thấy bây giờ trước thì nó cứ làm dèm may nhà cửa ấy, khách sạn nhà hàng nó làm rồi các công ty doanh nghiệp. Thế nhưng mà bây giờ đây thì cháu nó này làm bây giờ nó làm thêm về mảng hoa thì tao đi qua tao thấy các cụ nhà nó cứ cong đít ra. Ê, ê, để đi kéo người đến để làm hoa. Tao bảo cơm. Ê, thả vợ chồng thằng Sáng nó làm được thì coi như là nó cho thằng Tự cái tiền vay đi cơ gì đâu. Thế còn đấy con thì tao sẽ đậu cho sức khỏe tốt. Thế rồi thuận buồm khi đó thì con cái khỏe mạnh. Rồi đấy con cái thì làm ăn phát đạt. Còn trong nhà thì năm nay nói thật ý kìa, nhà mình vợ chồng cháu Tự nó túng lắm. Thế nên là vợ chồng Tự Hường ấy, đấy thằng Tứ thằng Tự là đứa nào cũng vất vả, không đứa nào là sướng. Nhà chỉ được các cháu gái thôi chứ còn đây cháu trai nhà mình đứa nào cũng đặt đặt long đong. Thôi con cố gắng để vợ chồng già rồi. Thế hôm nay đi đám ma phúng chưa? Mất đây lúc ra cái sáng ấy sớm nhưng mà nó vẫn là ê cũng ngay tối trời lên tao chúng ta nó thấy mặt trời nó mọc lên đâu thì bác cái đang lẻo rồi.
thế nên là thôi cứ yên chí này, ta phụ hộ cho con cứ phúng đây lắm. Cả nhà nhà mình gọi cả cháu Tư, cháu Tự, các cháu cứ phúng đây 500. Vào cũng giờ cũng đẹp không trùng. Tao ở nhà xong xuôi rồi tao mới chạy sang đây. Lúc cái trời nó đã sáng đâu, nó đã như là mặt trời đâu. Mồ mả các cụ ở dưới này bình thường. Thế vợ con đợt này khỏe chứ? Thế đợt này ta đang lấy đợt đám ma xong xuôi đây thì nào, tầm cuối năm thì ta đang tính xem họ Trần nhà mình, ta run rủi cho các con các cháu rồi cho chắc nó lấy vợ. Chứ không bây giờ nó nhiều tuổi rồi, chưa đâu vào đâu cũng sốt ruột lắm. Bây giờ con bảo bây giờ chúng ta già hết rồi, đều phải chết, có ai sống được ngàn năm đâu. Nhưng mình làm sao cho con cho cháu mình nó sung sướng cuộc đời cho cháu nó đấy. Ê ấm êm rồi nó có vợ có chồng lúa có đôi, xong là rồi con cái nó hòa thuận, làm ăn cho nó phát đạt. Chứ nhà mình đứa nào cũng vất vả khổ thế, sau này đứa nào cũng khổ thế. Thì bây giờ đây các cụ cũng biết đây là chúng nó làm ăn với chúng nó, bảo chúng nó này không được ê đàn đúng chơi bài, không được rượu chè bia biết gì cả, thương vợ thương con. Giờ bố mẹ già rồi, đang cưới ăn ma cái bảo các cháu là phải đi đi ấy. Thì đất đai thì được, thế bây giờ anh muốn con anh ngoan thì anh phải bớt ê họ nhà Lít đi. Họ nhà Lít là họ nhà Lít ở gần nhà họ nhà cụ Tỷ Huy. Con uống thế là cũng nhiều rồi, bây giờ tuổi già rồi mình uống vừa thôi, không nó không tốt cho cái gan, không tốt cho cái cơ thể của mình sức ê cao. Bây giờ mình uống vào rồi là nguy hiểm. Bây giờ đấy con bảo bây giờ đấy các mình còn sống thì cho các con cho vợ cho con được dựa. Thế nếu mà mình mà làm sao ra đây thì vợ con ấy đâu mà được dựa trình. Thế nên là ta chỉ mong sao các con các cháu này cố gắng bớt rượu đi. Này còn tiểu là cái gì? Tiểu là rượu chứ còn tiểu là dê. Con chả biết tiểu là cái gì cả. Tiểu là đây ở gần họ nhà cụ Lít. Cụ Lít là gọi là nhà cụ tiểu. Thế nên là về nhà về cửa này còn không biết Lít là gì, tiểu là gì. Lít là lít rượu. Tiểu là cái cụ ấy là say tiểu chứ cần gì nữa. Khó lắm, bây giờ già sắp chết rồi vẫn không biết anh Lít, không biết chị Tiểu. Thế còn đây con Hường thì bảo các cháu ê, các chắc đây tao sẽ có trách nhiệm tao phục hộ cho chúng nó. Chứ bây giờ nó cứ ốm đau như thế là cũng ê, tiền con mà không có của thì không. May là các chị ấy có điều kiện chị còn cho vay cho mượn. Nhưng mà tao vừa bảo các cháu gái rồi, thôi là con cho em nó vay thì bây giờ cũng không có điều kiện nó giả. Xác định là không có giả rồi, tao có xác định hẳn là nó không có điều kiện nó giả rồi. Thế nên là tao bảo thôi thì cứ để cho nó, tao cái phụ hộ cho đồng ra vào để cho cháu nó cái thu nhập. Thế giờ cho các cháu còn đi ra đây về, ta đi qua giờ con này nó đang đi bộ đội. Ê đi bộ đội nhưng mà đã yêu cái con bé này, bảo đừng có ngủ sớm, không nó đang học có chưa đủ tuổi thành niên, rồi ngủ với nó rồi là công an nó bắt cho thủy dơ. Nhớ chưa? Lo sắc cả ăn Tết xong. Ăn đấy, Tết đấy, gần ăn Tết đấy, Tây ấy là đấy. Phải là Tết Tây gì đấy, là nhà nước người ta cho về. Người ta cho về trình như chưa. Người ta cho về chứ ai ta, đấy con bảo ai người ta. Ê, giữ làm gì, nhà nước người ta hết đây đấy, ấy là người ta phải cho cháu về thôi. Ê, làm sao bây giờ anh ấy bớt rượu bớt chè đi. Thế xong bây giờ đây về nhà về cửa xong là lau chùi ấy, cái nhà ấy, chỗ thả phụng cho các cụ cho nó thuận buồn xuôi gió vào. Các con với cháu ấy nhà mà thờ là thờ ba bát thôi. Thế còn đây làm tự tao có trách nhiệm tao lo. Chứ bây giờ đây con bảo nó không có điều kiện thì thôi, mình cũng phải làm ông làm bà, cũng phải phục hộ cho nó kinh tế cho nó dồi dào lên. Chứ con bảo bây giờ các cháu nó nghèo quá cũng khổ thân các cháu. Ông Tự ơi, thằng Tư. Thằng Tư ấy. Mà thằng Tư ấy cũng là họ nhà Lít. Con nhớ chưa, thằng Tự thì họ nhà Tiểu.
Tháng tư thì họ nhớ lít, còn bố thì họ hỏi là xíu. Đứa nào cũng vất vả, tháng tư cũng vất vả. Tháng tư cũng vất vả, đứa nào cũng vất vả. Nhà mình chả đứa nào sướng cả. Được rồi, tôi sẽ phụ hộ cho cả tháng tư, tháng tư. Phụ hộ cho các cháu để cho chúng nó ngoan được chưa? Thế còn anh bớt rượu bớt chè, còn mai đập ma đấy. Là anh đừng có uống nhiều. Không là đám ma anh cứ sơ cho đấy là xong rồi lại về. Ê, đi chả vững. Ông thì bây giờ bệnh tật. Đây đây ông bà có dặn con trước. Thế mấy cái thứ hai là bây giờ đây về nhà về cửa bây giờ. Ông bà cũng không cần gì đâu, mâm cao cũng đầy gì cả. Chỉ mong các cháu các con ê chịu khó chịu thương mà làm mà ăn. Xong là đây về bỏ rượu bỏ chè đi. Thế là đây các cụ sướng rồi. Mấy cái thứ hai ba là năm kia năm kia đây các con các cháu nè. Anh em tập trung xây dựng cho ông bà các cụ đấy. Là mồ yên mà đẹp rồi nên là con cứ yên chí nhá. Ừ. Không, các cụ ở dưới này mồ yên mà đẹp con ạ. Cụ lạc thì bình thường. Ấy còn đây các cụ lạc bây giờ đang ở đám ma. Ấy có đi nhưng mà vì là tao bảo thôi cháu nó cứ khấn quá thì ta sang cho cháu nó về để mai nó sang nó còn hỏi thăm. Thế nên là bảo tôi lên cho cháu, ta sợ nó không biết thì nào. Nhà mình có đám ma thì ta lên. Ừ, về. Thế cháu con không báo cho cháu để cho nó biết, để cho nó về. Bắt buộc tao phải lên để tao báo để cho nó. Ê, cho nó về để cho nó sang nó hỏi thăm hỏi con rồi. Phung viếng không người ta cười cho. Ê, còn cô chị chưa lên được, bao giờ lên được thì ta báo sau. Ê toàn bây giờ đây ê thằng Lạc bây giờ chưa lên đây được. Bây giờ đang ở quê. Đang đi đám ma. Và tao là được rồi. Có người cũng lạc thì bây giờ người cứu người lọ người kia chứ. Chứ con bảo bây giờ làm sao mà cho đi tất đây đến đây được. Vì nhà mình thì xảy ra đang tăng tốc. Chưa được thì để anh đi bao giờ bố mẹ mày sang. Ê, cứ bao giờ bố mày sang thì tao tiếp. Còn mày thu xếp tí nó về thẳng đi. Về mà đám ma còn đi về bảo với thằng Tứ thằng Tự nè. Mấy con đường các cháu bà phụ hộ cho. Ông bà các cụ phụ hộ cho chắc. Vợ chồng con cái còn cái tiền không đau đấy. Tao cấm mày đòi. Nhớ chưa? Đấy tao dặn chưa? Thì yêu cầu nó ngoan nó đối xử tốt. Thế là ngoan rồi. Thế nào là ngoan? Đây là nó có cái láo đâu mà chẳng ngoan. Nếu nó cãi mới là láo à? Bây giờ đây nó cái là nó được chứ cần gì đi ký cho nó 300 triệu cụ kìa, bố con cứ ký mà chữa bệnh nó, bây giờ nó ý nó bố con phải trả cho cụ kìa. Thế giờ nó tiền đâu nó giả? Nó giả nó phải có lời tí nó vay chứ nó cũng không vay là ý, bây giờ nó phải bắt chúng con khoác cả cái nợ đấy luôn cho cụ kìa. Khoác cái nợ thì bây giờ đây chúng mày bây giờ vay bây giờ nó biết đâu, biết đâu chữa cho nó đi, cứ có phải vào túi chữa thì bây giờ chữa cho nó thì bây giờ đây tập trung cả nhà cùng giả. Thế thôi không nhà nó quay không vay mượn gì cả. Ê, không, con cái vay trong nhà thì không đầy. Con cái vay lớn của nó là việc của nó là cả. Cái vay lớn thì nó vay nó phải trả. Còn cái tiền cũng đau thì mình nên cho nó. Còn mấy đứa cụ được báo con nhà mày đừng. Không thì đang đi bộ đội mà bây giờ mình đủ tuổi thanh niên rồi. Con bé kia nó đang học sinh. Ây giờ mà ê bóp nó sợ nó chửa ra đấy vậy. Bố cho nó kiện ra đi tù một không. Là cho nó là con đi. Rồi cha có cụ. Về đi bắt xe mà về đám ma luôn. Đây bây giờ mới lại lên đến đây. Vâng. Ê, gọi là gọi con gái. Tôi tên là họ Lưu, Lưu Thị Việt. Ơ con đây, mẹ ơi. Đây mẹ ơi, con lấy quà bố mẹ đã. Con gái đấy. Vâng, úi dồi ôi. Con gái sắp chết rồi. Thế bao giờ thì vỡ lợ con? Ôi dồi ôi, con trai nhà mày chơi gần tỷ bạc, hơn tỷ bạc thế thì chết. Cướp tao sang tao thấy chồng mày thắp hương tao coi khóc mếu. Tao bảo thế này thì chết. Ây à chơi cái gì mà chơi sao chơi nắm thế này. Ê trước đây chịu khó chịu thương tao sang thì cứ chống gậy tao lóc cóc tao sang thì tao thấy con nhà mày chịu khó chịu thương. Thế mà đùng một cái thì nhà này báo đâu là hơn tỷ. Hơn tỷ thì ở đâu ra hả con? Ôi dồi ôi thế là vào mất bố nó vào đấy nè. Ê mất bố nó đâu 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 đâu. Nó tỉ ấy giờ. Rồi.
Thôi bảo cháu nó là bây giờ không chơi cờ bạc nữa, chịu khó chịu thương đi, tao thì không đi. Bây giờ là tao là đầu ngoại, thế bây giờ đây mày cứ gỡ khấn à. Con lạy mẹ, mẹ ơi mấy chục năm con không gặp được mẹ, mẹ ơi mẹ lên với con cho con gặp mẹ một lần. Thế nên là bây giờ đây về, ê thương chị, bao nhiêu năm giờ đi kiện đi tụng, cuối cùng được nhà lộc các cụ phụ hộ cho kiện tụng thắng được mảnh đất. Đây là cuối đời, bây giờ đây các con xây được gian cửa gian nhà cao giáo. Thì cuối cùng là đây giờ là ê, con gái lại dính vào cờ bạc. Thôi con à, bây giờ bố mẹ con nói với con đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Chạy ngay về dưới quê bên nội, các phương các cụ sám hối, cụ ơi, cụ thương con. Cụ tha thứ cho con thôi thì con là dâu con người phàm trần tục, bố mẹ con sinh con ra. Chúng con đi lấy chồng con không biết, trước đây con cứ nghe ông thầy bà cốt, con cứ cung bái lung tung tùng phèng, bùa bèn để lung tung tùng phèng. Thế nên là con cũng không biết đường biết lối, con xây nhà xây cửa thì con có vay mượn thêm 500 triệu. Bây giờ đây con xây nhà con làm to quá, đâm ra bây giờ nó vượt cái tuổi chỉ tiêu. Thế nên nó lặng với cháu nó chơi bời cờ bạc mất 500 tiền nãi tiền niếc vào hơn một tí. Thì thôi con lại các cụ thương con này, cho con tí nập tí ná cho cháu đông khách đặt hàng, cho cháu nó buôn bán đài loan đặt hàng, đồng ra đồng vào để cho con chung con thu xếp trả lợ. Còn đây tao chỉ thương con thôi, tao thương mồm thương miệng thôi chứ tao không cho đất đâu. Đất của tao còn cho là nội nhà tao, còn mày là con gái thôi các cụ nhi. Sống là khổ với con được, chở với con đây giờ đây tao cũng không phải ghét bỏ gì các con. Còn bản thân đây nhà mình nghèo thì mình cho sạch sẽ cho thơm. Còn bây giờ vợ chồng con thì nghe bố nghe mẹ bây giờ quan tâm, vợ chồng nó bán hàng mà nọ cũng ế ẩm lắm. Bây giờ cái vợ chồng nó thì bây giờ con hay ai đấy, con anh là cái con vợ nó đấy. Ê con An đấy, con An, con Anh đấy. Con nó thằng Hiếu nó lớn hết rồi. Thì con bây giờ thì không nói nữa, nghe mẹ đây này. Tao nói với con, tao sống với mày, mày tao nuôi mày mấy chục năm giờ. Tao đã nói với con rồi, bây giờ dâu nó không như dâu ngày xưa nhà mình đâu. Bây giờ để đặt dâu con ngồi đấy. Bây giờ các con đấy chuyện đấy, đúng là trai tay như mắt đây, con cái nó như thế. Nói nó một lần nó không nghe, thôi kệ nó đi. Chứ bây giờ con càng nói được, con dâu nó lại tự ái. Trong khi đó là con dai mình nó lại bênh con dâu. Thế là nó có nghe mình đâu mà mình nên tham gia. Thôi tốt đẹp vợ chồng mày tự no, ở chung một mái ấm gia đình. Vợ chồng mày ăn riêng ra. Hai vợ chồng mày, thằng Hiếu, con Anh, tao trông con tao đưa đón đi học đi hành cho. Còn vợ chồng mày đấy, buôn bán làm ăn đi làm, thổi cơm riêng ra. Vợ chồng tao mình cứ lý do đi châu. Bố mày bây giờ răng yếu rồi, tao cũng răng yếu rồi, vợ chồng tao thổi cơm nặng. Vợ chồng mày ăn cơm rắn, tao ăn cơm nát. Mà chúng mày ăn lúc nào ăn, mày ăn đấy, tao vợ chồng tao đói. 9 rưỡi 7 giờ, vợ chồng tao đã được ăn rồi, đói lắm, không chịu được. Thế tao ấy, mình cứ nói lý do thì cháu cho ăn riêng ra. Chứ bây giờ mẹ thấy mẹ sang đây, mẹ chống gậy mẹ sang. Con có nhớ ngày xưa mẹ còn sống, mẹ đi ở làm đường làm chợ với con không? À, mày làm đường làm chợ, tao phải đi với mày, tao làm đường làm chợ. Mày đi ở thuê ở trọ, tao phải đi ở thuê ở trọ mày. Con cái này tao bế hộ cho. Tao cũng chưa bao giờ. Ê, nhà cửa, vợ chồng mày khó khăn, đi kiện tùng hết ông nọ bà kia. Tao cũng phải hết, cho có đồng nào đi kiện cho mày đi kiện. Thế giờ bản thân tao tao chịu được. Thời này mày chịu được, nhưng thời con này, thời bây giờ nó không chịu được, có phải các cô. Thôi cứ cho năm chiên ra. Còn không nên tham gia nói. Chứ nhiều lúc tao sang, tao chống gậy, tao lóc cốc tao sang. Con cứ tham gia là mày như thế này là không được, mày như thế kia là không được, chồng mày thế này thì mày phải tham gia. Con ơi là con, bây giờ ở đây chúng nó, bây giờ con càng nói nó ra, nó bảo mình bênh con bênh cháu mình, mà chồng nó lại bênh vợ nó. Thôi kệ nó đi. Mẹ ơi, con bảo lắm là các con này nghĩ đến các cụ, nó bảo là cha cụ là phụ độ hả, chỉ tự lực mẹ sinh, cái sinh là chính. Nên con buồn, con bảo nó không nghe. Con ơi, rồi nó cũng có con. Thế con cũng bảo nó thế. Có thằng Hiếu con ạ. Nó cũng có con đấy, ăn đấy, con Anh đấy. Nó cũng có con trai, nó cũng có con gái. Nó đối xử với mình thế nào, rồi sau này con nó lại đối xử lại như thế. Còn mình làm cha làm mẹ không nhắc điều. Nói làm gì cho nó mẹ. Vừa rồi con nhà nó ốm, tao thấy bên nội nhà con đi. Tao hỏi các cụ là thế các cụ đi đâu đấy. Các cụ bảo cháu ơi chắc nó ốm ở trên bệnh viện. Thế tao bảo là ô thế con nhà
Ê, đứa nào ôm thì bảo là đấy con nhà chung nó ôm. Nhà đấy đây tức là cháu anh ấy nó ôm chứ không phải thằng yêu ấy. Thế bảo thì nó tầng nó bỏ về bên ngoại nó được cơ mà. Thế thì bảo là về bên ngoại ta bảo các cụ đi, ta bảo chả nhẽ giờ cụ lậu nhà nó bảo thế mình không đi. Không đi thì lại bảo là không ra trông cháu, con cháu thì ta ốm thì không đi. Thế ta nó khóc thì thấy nó tao không lên. Ta thấy các cụ lên bệnh viện, ta cũng lên thẳng bệnh viện chỗ nó luôn. Thì thấy ấy, con nó sốt, con nó ho. Ê thì nó cứ mê nổi mề đay như này này, nó ngứa. Nó cứ nổi mề đay ta lên. Thì ta cũng thấy thế, ta bảo các cụ cho phù hộ cho chắc nó rồi. Thế thằng chồng nó là con trai của con là thằng cháu Thanh đấy. Vậy thằng Thanh con nhà thằng Tạo đấy. Ê nhớ chưa con, Tạo lập đấy. Vâng con ạ. Thì ta thấy nó ngồi cầm tay vợ nó ở bệnh viện thế này. Thôi thì anh sai rồi, anh xin lỗi em. Thì từ nay là đi thôi em về với anh rồi nè. Ê còn nó bảo này chứ, về bảo bố mẹ anh bán nhà đi, giá nó đi, giá nó hết đi, thì tớ đi về. Còn không tôi đéo về, còn nắm đơn, nắm đơn. Ôi giời ơi, tao thấy chồng nó một điều nuôn sơn. Nói như con vợ thì thôi, chồng nó bảo thôi anh xin lỗi em rồi thì thôi. Nó lại lên nước cả thôi, nói thật với con. Tao nghe nó nộp ruột con thì tao đi về. Tao trốn lại tao về, tao uống áo các cụ lộ nhà mày. Các cụ ở đây nhá, tôi đau lưng quá. Ê, ngồi đi đau lưng quá, thế tôi đau quá chứ đi về. Nghe nó nói chối tai quá, thì tao đi. Đấy, tao như thế là nên con tham gia nói chồng. Không nên tham gia, bởi vì đấy, mình nên chạy. Ây giờ đấy, nó nói, bây giờ mà thằng con nhà mày là xuống nước rồi. Tao thấy ra tận bệnh viện xin. Rồi về vợ chồng tụ ấy thì học vào rồi tập trung này làm là lợ dân. Giá lợ còn cái nhà, bây giờ muốn nhà đẹp. Thế bây giờ đây là vay nợ là còn 500 triệu nhưng các con là xây nhà xịn quá. Chứ bảo các con các cháu là xây đáng nhẽ mình có tiền đến đâu mình làm đến đấy. Bây giờ vợ chồng con là xây quá tay. Thế đâm ra về bàn ghế nhà cửa. Thế tao thấy các con mua nhá. Ờ cứ cho nó mua cái bàn thờ đẹp thờ các cụ nào cũng được. Thế nhưng cái bộ bàn ghế có hay có chưa có thì tính sau. Cái tủ cái tỷ nát lẻ đồ nào mua toàn hàng mấy chục triệu một nó khóc và nó thì đánh nhiều. Thế nên là ý là các con cháu tôi bảo má thằng Thành này thôi bắt cháu nó cùng quanh rồi là các cụ phụ hộ cho thầy mà thu xếp bán hàng nó nọ vừa rồi nè. Các cụ nọ nhà nó tức giận là vì là vợ nó là cứ kêu là ê nọ kia. Thế là tháng vừa rồi thì tháng tăng tháng 8 vừa rồi đấy. Không bán được một cái đài loa đệ đĩa nào. Không bán được. Không bán được cái gì. Các cụ dân dặn thì ta không cho bán. Thế nên bảo các cháu là thôi thì ây à tôi còn nước còn đá bị là đàn xuống nước. Còn đấy con vợ nó bảo là bán nhà đi, ra nhà trọ. Cái đôi đấy mà có ra nhà trọ chỉ 3 bữa lại đánh nhau. Tâm nó thấy thế nó mới ghét cái con này. Nó bảo đi nhà có một mình anh là gai và chị xanh đi. Anh đi ở riêng cho nên con ghét. Ở nhà chỗ ạ à? Ở chiên nhà thì đấy có phòng đẹp đấy, vợ chồng mày ở đỡ mất tiền. Con này không đi ăn chung thì ở riêng. Chứ bây giờ con bảo ăn đi. Bây giờ mà ra nhà thuê nhà trọ bây giờ một tháng mang hai đứa con ra ai trông cho. Thế còn loa đài máy móc ở nhà thì để kê ở đâu. Bây giờ đi thì kê ở đâu. Mày phải phân tích cho con. Còn bây giờ mày bảo là còn mày chúng mày ăn cây ở riêng chúng mày làm. Còn cái lợ 500 triệu này, cái 500 triệu cái này thì vợ chồng tao sẽ cố gắng vợ chồng con về xin cụ lậu bán cái đất ở quê đi. Giá cái tiền 500 triệu này còn 500 triệu cờ bạc với tiền lãi của nó nữa là phải vào tỷ mốc tỷ hai đấy. Tao nói trước với con như thế. Hôm qua tao với cụ lậu là hai cụ ngồi cộng trừ nhân kia, nó vào khoảng tỷ mốc tỷ hai. Ê, ngồi cộng trừ nhân tiền, chúng ta cũng chả có tiền, chỉ còn một cái hòm. Ê, nhà đây về, bán đi xin cụ bán đi được, trả cái thải nặng này, xong cho nó ở riêng rồi. Nó chung nhà thì ở riêng rồi. Thế thì con mới không khó, với con không được nghe thầy bà, nhà đây về yểm bùa như trước nữa. Làm ăn nhà mới con yểm lung tung, như thế làm sao con chả làm ăn thất bại. Không phải các con nhớ rằng ấy là đấy bố mẹ ông bà đến đây con phải chờ đợi. Ấy là đấy con đi tìm các cụ giờ chúng ta có chen được đâu. Bây giờ ai chả biết biết kia là con ruột của mình rồi, biết là đấy tao làm đường làm chợ với mày bao nhiêu năm rồi. Thế nhưng biết đấy nhưng mà chen vào các cụ với các cháu bé đó
cứ buộc cái chỉ vào mắt thì kém, ngã cứ vấp lên, xong rồi các cháu nó lơi, có cụ thì chồng đi, có cụ thì cấu chân, thế này là đau chui ra. Thế mày tưởng chưa tắt đấy. Bảo trước kia bà còn sống mà khổ với nhà mình. Khi nào bà ước gì bà còn sống để giúp con báo hiếu bà. Bà phải làm tưởng làm trợ với nhà mình. Bà bé lại chung con rồi bây giờ. Nhà mình con biết là nhìn bà mẹ thấy bé con bé cháu cho con bé thằng Thành bé con Tâm. Mẹ đi nằm đường nằm chợ vì các con nghèo làm, các con đây đi kiện tụng đất đai, người ta cướp đất của các con. Thế giờ đấy không đi ấy, mấy chúng mày thế giờ không đi làm cái động viên tinh thần cho chúng mày. Thế giờ chúng mày suy sụp biết trông cậy vào ai? Bên làng nội thì xa. Ấy giờ đây về nhà về cửa đi, chúng mày nằm mưa nằm nắng tao cũng phải đi theo. Ấy chả nhẽ bây giờ có con thì không đi theo con thì đi theo ai? Có phải gớt khổ? Ê lên là không bảo cái cháu không phải suy nghĩ gì cả. Con Tâm hôm qua tao đi qua cửa hàng tại Mỹ bán tại Mỹ về lắm, về lắm. Bà mẹ mẹ gọi cho con nó nghe chứ không mà. Bảo con cháu là bà phụ hộ cho. Ê còn đây về còn chỗ con An ấy, con dâu con ấy nó không tôn trọng tổ tiên, nó không biết que nhang cái khói thế nào, không quan tâm nó, mình cứ sống mình trông nom nhà chồng, trông nom tổ tiên. Còn sau này nó tốt thì nó tử tế thì nó hưởng, có phải các cụ? Chưa bắt là mày phải vào thắp hương các cụ, mày phải vào bao sát các cụ. Nó đã không có tâm, mình có làm mẹ chồng, có nói lửa là cũng đến thế rồi. Thế nên là ta thì ta bàn với các cụ lộn là ây à, thế về bây giờ bán cái nhà này đi thì vẫn còn dư dật, bán được khoảng tầm 3 tỷ thì giá mới hơn tỷ, còn hơn 2 tỷ thì về quê xây nhà thì cưỡng được. Nhưng mà tâm huyết chồng con là lúc còn đấy khỏe khỏe, chúng mày đi kiện tụng bây giờ mới được tí đất, mới làm được cái nhà. Thế mà bây giờ mà bán đi thì coi như vợ chồng mày lại để về mo thì chồng mày nó lại suy sụp, nó chết sớm. Thế nên là tôi về xin bán ở quê ấy. Con cũng xin mà đổi con thế kia mà nó không về thì con cũng xin đồng ý cho rồi. Thế giờ con nói mong mỏi luôn là về để con hỏi xem là cái việc anh em con trong nhà đấy thì trong nhà thì bây giờ đây về không được theo con hiền. Hiền nó mất rồi đấy thì nó có sống nó cả cái lúc nó sống nó đi theo cái đạo Chúa Trời. Con nhớ chưa, nó bỏ ông bà, nó bỏ bố mẹ. Đến bây giờ đây xuống đây dưới này nó cũng đoạn. Nó đây nó đi nó cứ nghe nó ốm đau như thế. Ê bảo nó là muộn đi bệnh viện nó không đi, con nhớ chưa. Nó cứ nghe cái đạo Chúa Trời. Chúa Trời nó bảo là uống nước, là đây lá là bệnh tật nó khỏi, mới ngồi đấy thiền là nó khỏi bệnh. Thế cuối cùng nó khỏi đâu con, cuối cùng mất mạng. Bây giờ chết xuống âm phủ để đọa đầy địa ngục. Thì bây giờ ai bảo nó đi theo đạo Chúa Trời? Cái đạo không phải là cái đạo mà Jesusuma đâu, các cụ hiểu chưa? Mà cái đạo là không cúng, không bái, không vái, không lạy, ốm đau là không thuốc thang, mà què chân gãy tay bệnh tật ung thư cứ bút nước lạ. Ê cứ ai ngồi đi niệm chú như thế này này, xong chỉ vào cái bát nước đi, thế là thần tiên, thế là uống vào mà khỏi bệnh, thế là chả khỏi bệnh, thế là chết bố nó rồi. Đấy, đi theo cái đạo tiên lành ấy, xong bây giờ đầu tiên là đạo tiên lành, xong bắt đầu là đạo Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xong bắt đầu quay ra là đạo Bác Hồ, xong Bác Hồ xong bắt đầu vui danh Bác Hồ, ê, bắt đầu nhà nước người ta nhảy vào cuộc thì quay ra đạo Chúa Trời. Đấy, đâm ra cuối cùng là chết. Trong như là đấy cũng theo cái đạo đấy, không ai về nhà, không ai cũng bố mẹ, tao vẫn lang thang, cứ thỉnh thoảng người ta góp thận theo nhà mày, vẫn cúng ông bà, chúng ta vẫn sang, về vẫn sang. Hôm nọ mày tháng 7 vừa rồi mày điếu bên nội bên ngoài, chúng ta mới bỏ quần áo, còn vợ chồng thằng Hiền cũng theo cái đạo Chúa Trời đấy rồi, bây giờ vợ chồng thằng Thâm cũng theo cái đạo bây giờ. Bà về bà ngoại về đi con này, cái Tâm à, cháu Tâm ấy. Tâm ơi, không thấy gì nữa con. Bà bảo là đây đừng có theo cái đạo của đây về nhà về cháu của, không dám được. Đừng theo cái đạo của đây thằng Thông con nhé, với cái Hiền con nhé. Ờ cái đạo đấy là đạo à, đạo Chúa Trời đấy con ạ. À. Cháu đó mang mảnh của bà sang bên con đấy. Bà bây giờ bà về bà cứ thỉnh thoảng đi
ngày giỗ ngày Tết là bà lại chạy về bà ở có biết à, bố mẹ mày ôm đắt mà cái mẹ mày biếu bà quần áo rồi bà lấy rồi. Bà có hôm qua nó có sang nhà mày đi bán hàng hết đấy. Ừ, thế bao giờ thì về quê? Ê, còn đây nó mày cứ nói với mẹ mày nè, mẹ ơi, ê, ước gì mà để bà ngoại còn sống để mình ấy chăm nom bao ai đắc cho bà. Nhưng mà bà ấy không cần gì cả, bà chỉ cần các con các cháu nè về bảo đấy, bao giờ con bảo với thằng Thông hết và bác Thông hết là bác ơi bác, bây giờ đấy bác thở cái này, bác bỏ hết ông bà tổ tiên, bây giờ bác ngưỡng đi, bây giờ đấy hiền đấy cũng đấy theo cái đạo đấy mà cuối cùng cũng phải trả giá đắt. Bây giờ thằng Thông nó như thế này buồn lắm, bây giờ bà trả khoai cúng bà, bà trả ai cúng bà đâu, bây giờ bà cứ lang thang cứ đầu đường xó chợ, lúc sống cũng đầu đường xó chợ, ấy là chết cũng đầu đường xó chợ. Thì có mỗi là ngoại của mẹ mày thôi, còn bác Thông bà đang nói là đàn đội của bà ấy chứ. Ô nhưng vẫn là con trai. Thằng Thành ấy là nhưng mà nó vẫn là con trai. Ôi dài thích đi cũng là vẫn là giận. Em nó thế nhưng mà đấy còn anh em mày ấy làm thế. Vậy còn đấy bà biết là mày đang giận con cái à An. Thế thôi thì giờ thôi ê, anh em chị em bỏ qua cho nhau. Thế còn đấy bà ê, bà vẫn sang nhà mày nhưng mà bà cứ thấy bố mẹ mày buồn bà cũng buồn. Mẹ mày gắn mấy lần con về quê con tìm được quê hương. Thế còn đấy thôi còn đấy cố gắng rồi nè bà phụ hộ cho. Thế còn đấy không nói thằng Thành nữa. Ấy là ê, anh ấy đã thế rồi cứ nói anh chả giải quyết được. Thế thôi bây giờ quay ra thì cố gắng mà làm nào gỡ được cái lạ. Nói anh chả giải quyết được nữa rồi. Bây giờ sự rẻ nó đã xảy ra rồi. Thì thôi không nói ê, anh nữa. Mà cái con An ấy kệ nó. Nó cũng làm dâu. Mẹ cho bảo nó nè. Ê chăm non bàn thờ ưng khói nó ê. Nó bảo chết là hết rồi thôi kệ nó đi. Ấy à các con cái cháu nói nó đã không có tâm rồi. Cứ nói nó làm gì còn cứ làm sao vợ chồng nó vun vén cho nó về với nhau. Cho vợ chồng nó ở nó nuôi con nó cho nó. Ê cháu anh cháu hiếu nó không thiếu bố thiếu mẹ. Còn nó cũng hay không quan trọng. Đấy cũng như là thằng Thông cái hiền đấy. Đây nó có cúng bạc đâu. Đây nó có theo cái đạo nó có cúng đâu. Bây giờ bà phải sang nhà thằng Lập bà ăn đấy ké nhà con trẻ. Ô, lứa nào đấy? Ừ, khấn vọng bà vẫn tới. Bà vẫn tới, hôm qua ta về, ta nóc cốc, ta ngồi ở cái chỗ bàn ghế salon mà gỗ hương vợ chồng mày mua đấy. Thà đúng rồi, vì thứ nhất bà cũng có con trai, con nhớ chưa? Bà có bác Thông. Bây giờ bác Thông bác ấy theo đặt chú trời đi việc của bác đi. Nhưng ấy trong quy luật của đời người bà cũng vẫn có con trai. Thế nên là ấy giờ đấy bà rồi bà ấy, bố mẹ cháu thở vọng bà cũng vọng bà vẫn sang. Ngày rằm mùng 1 mời bà cũng vẫn sang. Thế thôi đừng có suy nghĩ gì cả. Bà thấy ế đốt vía đốt vàng đi. Đốt vía viết vàng đi. Vía nảnh thì ở vía giữ thì đi. Lấy cái nón sắt mới lại mồi dơm. Xong là đê về ế. Ê đốt vía đốt vàng đi. Thì là đê các con các cháu thì là ê ông bà phụ hộ cho à. Ngoanh quấy đặt các cái chỗ đồ mà của cái cháu bán hàng hoa đài đấy. Đốt vía đốt vạn đốt vía đốt vạn viên hành gì à? Vì chứ thì đi cho con đông khách đặt hàng con đồng ngân đồng xuyên. Ê già đi. Thôi mày thợ thì mày thợ cũng được.
Thế nhưng mà đi đừng nói để cho con Tâm nó ấy à, đi về nhà về con Tâm nó buồn. Vợ chồng mày toàn làm khổ em thôi, làm khổ mẹ thôi, khổ bố thôi. Cái con cái nó bên kia thế nào? Bây giờ bên đây bên kia đi cho nó quay gì đầu biếu không? Con Tâm nó giống tính nghe bà ngoại. Ê chị ấy đừng ngoan, chịu khó, mỗi cái vất vả. Thì đâu cứ động viên còn thằng thằng thì thôi đi là cháu nó thế thì đâu cứ động viên cho cháu. Hả? Gì ấy, bây giờ đọa đầy địa ngục gì theo đạo nào, dưới này chỉ có một đạo Phật và đạo Thiên Chúa Giáo thôi. Còn cái đạo ấy, Chúa Trời của gì đây đọa đầy địa ngục rồi. Không, mai kia thằng Thông cũng thế. Không, bất hiếu với cha mẹ à, con biết là lúc sống này nè, gì bất hiếu với tổ tiên. Cũng như là bây giờ bác Thông, bác ấy bất hiếu với tổ tiên ấy. Thế nên là về nhà về cửa. Ê, cái Hiền nó giả lợi, nhà mày nó giả chưa? Bà. Ê, vẫn cái tiền đây là bán được tí đất. Thì bán được tí đất thì đấy cho Thành này nè. Bảo cháu nó đi đấy, nó giả lợ đấy tiền cờ bạc của nó. Nhưng mà nó lại không đi giả lợ, nó lại đi mua cái bộ salon. Hôm qua ta về ta ngồi cái bộ salon cổ hương đấy. Ê mày ấy, mua mày không ấy mày. Bà cho 100 triệu mày ấy tiền mặt. Mà đây tiền bán cái đất của bà cho đi thì mà. Ê ra về nhà về. Hết tiền rồi, cưng rồi. Thế rồi đây về đây con ơi, Tâm mày có biết không? Cho nó tí tiền xong để cho nó này, để giả lận nó có được làm đâu. Cuối cùng là đây con có biết không nào? Nó à, đây chơi bời thế này hết. Đấy, cháu trai của bà đấy, cháu ngoại đấy. Cháu ngoại của bà chơi bời, chơi bời. Mà chơi mới có 500 triệu thôi mà sao giờ nó lấy lãi lên nhiều thế nhỉ? Chơi có 500 triệu còn làm nhà là 500 triệu tiền nhà không nói. Ê nên nó tính bảo đây là lãi là nên là khoảng ê tỷ mốt tỷ hai thôi. Khó thế. Thế mày còn tí nào không cho bà vay tí nữa bà giả lỡ cho thằng Thanh. Trước đây mày có rồi nhưng mà thế nhưng mà cái đợt mà bán cái đất đây, cái đất của bà còn được ít đấy thì cho mày một ít cho lo ít, mày còn cái đấy không? Thế bao giờ bán được đất thì mày cho đây giả lợ cho bà với. Bà là thằng Thành nó nợ là của bà, cháu ngoại của bà. Thôi nè, nó giả mới có 5 lần ăn thua gì. Thế thôi còn ở đây bà phục vụ cho ấy, gia đình. Còn đây là bố mày đừng để cho bố mày suy nghĩ. Ê còn đây bà sẽ đậu cho đêm mai bà về. Bà bán với cụ nội rồi. Từ giờ đến đây trong tháng này thì về xem hoa là thế nào. Cho nó bán cho nó đặt hàng. Chứ không bây giờ đứa con trai bà không bán được loa đài cũng chết. Đấy mẹ mày còn mua cái gì đây nè. Mẹ ơi bây giờ hàng tháng vợ chồng con xuống dọn dẹp mộ cho mẹ biết không? Còn đây về nhà mình đây có mỗi mày theo đạo Phật thôi. Còn đây thằng ấy, à ê, Thông nó cũng theo cái đạo ấy, Chúa Trời rồi. Con Hiền nó theo, nó dẫn đi đấy. Mà con Hiền nó toàn kêu là cứ cúng bàn thờ từ trước đến nay, ông bà các cụ ấy, các vương nha. Nó cứ cúng ma, cúng ma. Ô nó láo, thế là cuối cùng là nó bảo là riêng tôi đấy, con Hiền nó bảo nó sẽ thọ đấy đi, 99 năm. Đấy 99 năm chết bố từ bao giờ bây giờ. Cứ theo cái đạo núi nhang trong uống nước lạnh. Thôi được rồi, tôi phụ họ.
Thế thôi chào các cô. Dạ.